Lô thì trắng, thứ này cháy vãi cứt. Và nó được có ông đủ khí. Đúng phải tháng. Hốp quân ừ, ngài là một nghệ nhân, thứ này là một kiệt tác. Thực ra nó chỉ của ông thật nguyên liệu cơ bản thôi, không mua. Má, không mua, chúng ta không ăn sản phẩm của Mega Man. Tất cả mọi người sẽ biết những thứ ngon đùi này, em biết vô tất cả.